Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái công cụ. Mình đặt tên cho công cụ này là công cụ Profile Chrome. Nó giúp các bạn tạo cái chrome nhanh, tạo cái trình duyệt chrome đấy, tạo trình duyệt chrome nhanh, mở trình duyệt chrome nhanh và quản lý nick Facebook một cách là hiệu quả. Thì đầu tiên là cái file là Security Key này nè, là mình bỏ danh sách nick Facebook ở trong này. Nó bao gồm là tài khoản, mật khẩu 2FA, email, mật khẩu mail các kiểu. Đó. Đó. Và những cái file này là những cái file thông tin thôi, thì nó sẽ lưu lại những cái thông tin của bạn ha. Thì sau khi các bạn đã bỏ cái tài khoản Facebook vào ở trong này, thì cái công cụ này của mình nó giúp các bạn tạo ra những cái profile và quản lý Facebook bằng cái user account riêng. Nha. Nếu các bạn tạo profile bằng cách thông thường thì nó không có user account. Còn khi các bạn tạo bằng công cụ của mình thì nó có mỗi cái profile, nó sẽ có cái user account riêng, làm cho cái trình duyệt của bạn nó sẽ độc lập, và khi các bạn nuôi Facebook nó sẽ hạn chế tình trạng bị khóa. Đó. Thì sau khi bỏ thông tin Facebook vào trong cái file này xong rồi thì mình mở công cụ lên. Thì nếu các bạn chưa mua phần mềm thì ở đây nó sẽ có hiển thị ra cái key. Còn mà ở đây là mình đã kích hoạt của mình rồi, thì mình bấm OK, nó sẽ mở lên. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ chọn tạo một cái thư mục ha. Mình sẽ tạo một cái thư mục, ở đây mình đặt tên là nick Facebook ha. Và mình tạo thư mục để mình lưu cái profile đó các bạn. Đó. Và bây giờ mình open, mình sẽ chọn đến cái thư mục này. Mình sẽ chọn đến cái thư mục này nhá. Rồi ở trong cái chrome nè, profile nè, nick Facebook nè, đó, chọn vào nhá, select. Đó. Rồi, thì bấm cập nhật. Thì hiện tại ở đây nó không có một cái profile nào cả. Và các bạn để ý ra, ngay chỗ danh sách Facebook này, mình đã bỏ vào 5 cái Facebook là trong file này đây. Trong file security.tt ở đây. Đó. Là mình đã bỏ trong này 5 cái Facebook rồi. Và bây giờ mình sẽ tạo profile. Mình sẽ tạo profile cho 5 cái này. Ha. Đầu tiên là mình sẽ tạo với cái là 33238 này. Cái việc tạo profile này á, các bạn có thể đặt tên. Ví dụ nè, mình có thể đặt tên là test. Đó, mình bấm là tạo profile thì nó sẽ tạo ra một cái profile có tên là test, được chưa? Mình xóa nha. Đó. Hoặc là các bạn có thể tạo cái profile theo cái UID Facebook nha. Các bạn có thể tạo cái profile đặt tên theo UID Facebook là bằng cách các bạn kích vào đây nè, lấy UID tạo profile nè, và sau đó các bạn bấm tạo profile, nó sẽ tạo profile theo cái tên danh sách các bạn chọn ở đây, được chưa? Đó nè, tạo profile nè. Đó, là nó sẽ tạo cho các bạn một cái profile có tên là 3238 và cũng danh sách Facebook này luôn. Mình đang chọn cái tài khoản là 3238 này, mình muốn cái tài khoản Facebook 3238 này đăng nhập vào cái chrome 3238 này luôn, thì mình chọn ở đây là 3238 và mình chọn vào đây. Mình chọn vào cái 3238 này và mình bấm là mở profile cộng login Facebook. Được chưa? Đây. Thì nó sẽ tự động nó đăng nhập Facebook 3238 này vào cái trình duyệt chrome 3238 này luôn. Đó. Rồi. Như vậy nhá, là nó đã đăng nhập cho các bạn cái tài khoản Facebook 3238 vào đúng cái trình duyệt này rồi. Thì như vậy thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào một lần thôi, lần sau các bạn chỉ cần mở lên dùng và không cần đăng nhập nữa ha. Các lần tiếp theo á các bạn chỉ cần chọn vào đây, bấm là mở profile thì nó sẽ mở lên cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục với cái Facebook thứ hai nè. Bây giờ mình sẽ làm việc với cái là 6232 đó, và mình cũng tương tự, mình chọn vào là 6232, mình bấm là tạo profile thì ngay lập tức nó sẽ tạo cho mình một cái profile có tên là 6232. Và bây giờ mình phải chọn vào cái 6232 này và mình làm gì ạ? Và mình bấm là ở đây nè, ở danh sách Facebook này chọn là 6232 và ở dưới profile này cũng chọn là vào là 6232 và bấm là mở profile cộng login Facebook. Đó, thì nó sẽ tiếp tục nó đăng nhập cái tài khoản là 6232 này ha. Nó tiếp tục nó đăng nhập cái tài khoản là 6232 này vào cái trình duyệt chrome là 6232 luôn. Thì ở đây mình đặt tên như vậy để mình sử dụng cho nó dễ các bạn nhé. Nó đang bị lỗi một tí, mình mở lại các bạn nhé.
Rồi. Đó, bây giờ mình bấm cập nhật nè. 6232 nè. Ở đây mình chọn là 6232 nè. Mình bấm là mở đồ file cộng login nè. Đấy, nó cũng mở và nó đăng nhập tài khoản là 6232 vô cho mình luôn. Được chưa? Tương tự các bạn làm với lại tất cả Facebook của mình. Đó. Đó, như vậy là các bạn đã làm gì ạ? Đã tạo được cái profile nó khác nhau rồi, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục với bây giờ mình sẽ làm với cái là 039 này, 1039, mình cũng làm tương tự như vậy. Mình bấm là tạo profile. Đây, 039 nè. Các bạn nhớ là các bạn chọn danh sách Facebook là cái nào? 1039 thì danh sách profile cũng chọn là 1039 để cho nó dễ quản lý nha. Đấy, nó cũng mở lên, nó đăng nhập cái 1039 vào cho các bạn luôn. Được chưa? Rồi, thì sau khi nó đăng nhập xong như vậy rồi, thì như thế nào? Được không ạ? Sau khi nó đăng nhập xong như vậy rồi, và có một chức năng nữa là ví dụ như là ba cái tài khoản Facebook này là quản lý ba cái BM khác nhau thì sao? Thì mình có thể phân loại ha. Ví dụ như ở đây mình tạo group nè, mình tạo là BM1 chẳng hạn, đúng không ạ? Tiếp tục mình tạo là BM2. Tiếp tục là mình tạo là BM3. Đó, ở đây mình có ba cái BM mà cái tài khoản 3238 này nó ở trong BM1 thì mình chọn vào cái 3238 này và mình bấm là thêm profile vào group và mình chọn là BM1. Đúng không ạ? Tương tự cái tài khoản này là BM2 thì mình chọn là BM2. Và tương tự cái này là BM3 thì mình chọn vào là BM3. Và nếu các bạn ở đây các bạn có hàng trăm tài khoản Facebook, nếu các bạn phân loại nó theo danh sách nhóm như thế này thì khi các bạn chỉ cần chọn vào danh sách nhóm thôi thì nó sẽ hiển thị ra cái danh sách profile của cái danh sách nhóm đó. Đó, tương tự, đúng không ạ? Và nếu như các bạn muốn xóa cái profile khỏi nhóm này kia hay là xóa group thì các bạn chọn vào cái chuột phải xóa thôi, đúng không ạ? Đơn giản. Hoặc là chọn vào đây xóa profile khỏi group, xóa khỏi group nào đó thì chọn vào, thì đơn giản như các bạn thôi. Và đơn giản nữa là cái công cụ này nó giúp các bạn tạo profile với một cái user again riêng, hoặc là các bạn có thể tạo profile với lại Rosy. Ở đây các bạn có thể tạo profile, khi các bạn tạo profile á, các bạn nhập Rosy vào đây, hoặc là khi những đối với những cái profile mà các bạn tạo rồi đó, các bạn chọn vào danh sách profile nè và các bạn nhập Rosy vào đây nè, sau đó các bạn bấm cái mình là update Rosy, được không ạ? Thì ngoài ra đó, ở cái danh sách Facebook này, các bạn muốn lấy info nhanh, muốn lấy 2FA, muốn lấy email, muốn lấy password nhanh thì các bạn chọn vào công cụ là gì? Lấy 2FA ở đây. Ở đây nó hiển thị cho các bạn là tất cả danh sách Facebook ở đây. Và các bạn có thể tìm kiếm bằng cách là search. Ví dụ như là mình search là 6232, 6232 thì nó sẽ ra tài khoản này. Bây giờ mình muốn copy 2FA, kích chuột phải, kích chuột vào 2 lần. Đấy, là mình đã copy được rồi. Hoặc là mình có thể copy tất cả như là UID mail, password, hay là email, backmail, hay là mail cover. Thì các bạn chỉ cần kích vào 2 lần là các bạn copy xong và nhanh hiệu quả. Đối với những các bạn mà đăng nhập vào nó hay bị out ra thì cái việc mà các bạn copy nhanh như thế này thì nó cực kỳ hiệu quả luôn. Thì đây là một cái công cụ và mình vẫn đang còn phát triển thêm nhiều tính năng nữa. Thì bạn nào mà đang cần công cụ này thì hãy liên hệ ngay với Hồng 0967 84 9934. Xin chân thành cảm ơn các bạn nha.